theo ý của ngài làm đôi mắt cho người bị mù làm tiếng kêu cho người bị oan chẳng phải con đã chọn ngài nhưng chính ngài chọn con trước đó chẳng phải con đã yêu chúa nhưng chính ngài yêu con từ trước lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con, xưa muốn người ngài đã chọn con. Xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con và cấp khắp nhà tặng thuốc than cho người bình tật tặng chiếu chăn cho người lành con sớm chia cho đời niềm vui Chẳng phải con đã chọn ngài Nhưng chính ngài chọn con trước đó Chẳng phải con đã yêu Chúa Nhưng chính ngài yêu con từ trước Từ lúc con chưa lúc còn chưa nhận biết ngài ngài yêu con giữa muôn người ngài đã chọn con xin gửi con vào khắp thôn làng vui an trao cho người khổ sầu gửi lòng tin cho người buồn chán xin gửi con vào khắp buồn làng niềm vui trao cho người buồn phiền người lắng lo xin gửi miền an chẳng phải con đã chọn ngài nhưng chính ngài chọn con trước đó mãi con đã yêu Chúa nhưng chính ngài yêu con từ trước từ lúc con chưa biết yêu ngài từ lúc con chưa nhận biết ngài ngài yêu con giữa muôn người ngài đã chọn con ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn Giữa muôn người Chúa đã chọn chúng ta Cảm ơn Chúa Học Khanh sẽ đọc qua Kinh Thánh Danh nhất Đoạn 4 câu 2 Tiếng Việt Bởi <laughs> điều này hãy nhận biết thánh linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Amen. dạ mời Chúa. This is how you can recognize the spirit of God. Every spirit that acknowledge that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Yeah. Amen. Amen. This is how we can recognize. Recognize tức là nhận nhận ra, nhận biết cái. Recognize. Recognize. This is how bởi điểm này thế nào? How, how we can là ha, làm sao hay là how you can là làm sao để chúng ta có thể nhận biết this is how you can recognize can recognize tức là có thể nhận biết the spirit of God spirit tức là thần linh thánh linh thánh thần chúa thánh thần the spirit of God tức là chúa thánh linh chúa thánh thần của Đức Chúa Trời Spirit of God, mình cũng có linh, mình cũng là Spirit, nè, cho nên con người chúng ta cũng là linh giống Đức Chúa Trời đó. À. Recognize the Spirit of God, còn linh này là thánh linh, là là, à, là thánh linh. Khi cái chữ thánh linh thì họ viết là có cái mẫu từ the phía trước đó, the Spirit, the Spirit uh, viết viết hoa, Spirit viết hoa, every Spirit that tất cả mọi chữ, chữ spirit sao quý vị thấy không có viết hoa thế Every spirit tất cả mọi thần, mọi linh cái chữ spirit thì chúng ta cũng là spirit và bất cứ một một cái thần linh nào cũng là <laughs> ha, spirit dùng chữ spirit that mà acknowledge acknowledge tức là à, là biết, nhận biết. À, nhận biết that rằng Jesus Christ has come. Chúa Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ has come. Tức là Chúa Jesus Christ đã đến. Come là đến, has come đã đến. In trong the flesh, flesh là xác thịt, chữ flesh là xác thịt. Is là uh, from God, from là từ God, Đức Chúa trời. Come in the flesh, Jesus Christ has come in the flesh, is from God bất cứ mà một uh, bất cứ một thằng nào mà nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong xác thịt thì đó là Đức Chúa Trời. Đến trong xác thịt là từ Đức Chúa Trời. Nếu có thánh linh của Chúa thì sẽ nhận ra Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Phàm thằng nào xưng Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời thằng đó là bởi Đức Chúa Trời bất cứ một linh nào bất cứ một spirit nào bất cứ một thần linh nào bất cứ một người nào mà nhận rằng à, Chúa Jesus Christ đến từ Đức Chúa Trời thì người đó hay là thần linh đó à, là có thánh linh à. như vậy thì quý vị biết rằng là có rất nhiều uh, người hay là nhiều linh không có công nhận Chúa Giêsu. Đây. Ở một bên thì công nhận Chúa Giêsu và một bên là không. Không công nhận Chúa Giêsu đó, trong đó thậm chí có thể có một số các cái tôn giáo thờ Đức Chúa Trời. Chứ không phải là không có. Một số tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ vẫn xưng Đức Chúa Trời là cha, nhưng mà họ không công nhận Chúa Giêsu đó là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết là từ Đức Chúa Trời linh đó, thần linh đó hoặc là người người ấy hay là tôn giáo ấy là có thánh linh của Chúa hay không. Bởi vì nếu có thánh linh của Chúa thì Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Đấy và nếu mà chúng ta không nhận ra lẽ thật thì điều đó có nghĩa là chúng ta không có thánh linh à. nếu mà chúng ta không nhận ra một cái lẽ thật là Chúa Giêsu Christ là đến từ Đức Chúa trời ngài là Đức Chúa trời thì thưa quý vị đó là không có thánh linh à, đó là dấu hiệu để chúng ta có thể nhận ra một người họ có Chúa hay là không có Chúa như vậy thì à, làm sao để trong cuộc sống này mà chúng ta có thể nhận biết được một người họ có Chúa Thánh Linh hay không? Rất nhiều người vẫn nói về Chúa, vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ không công nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Có thể họ công nhận Chúa Giêsu chỉ là một con người, một giáo sư, một nhà tiên tri hoặc là một cái người à, gọi là đặc biệt nào đó à, giống như là những người mà chúng ta thường hay gọi là những, à, những, à, những à, người mà gọi là xuất chúng à, ở trong à, nhân loại có thể có những con người mà quý vị thấy họ có những cái trí khôn đặc biệt có những cái sự ảnh hưởng rất là đặc biệt nhưng mà không phải là đức chúa trời hoặc là không phải là từ đức chúa trời thì đó là chúng ta nhận biết đó không phải là từ thánh linh của chúa mà từ ma quỷ chúng ta nhớ như vậy vì vậy cho nên trong cuộc sống này thưa với quý vị mỗi người chúng ta là những người bước đi trong thánh linh và thời đại chúng ta đang sống đây là thời đại đức thánh linh và nếu chúng ta À, không có để Chúa Thánh Linh dẫn dắt Có một số người theo Chúa đó Không có để Thánh Linh dẫn dắt Mà họ chỉ đọc Kinh Thánh Học Kinh Thánh Và họ bước vào trong giáo hội Và họ nghĩ rằng giáo hội đó Là cái sự hướng dẫn à, Dẫn đường cho chúng ta để chúng ta đi Đi một cái nghĩa chúng ta nhìn Và chúng ta tưởng tượng nó là đúng nhưng mà trong cái tưởng chừng như đúng đó Nó cũng có cái sai <laughs> Có cái sai là sao Nếu mà chúng ta coi là người dẫn đường Thì chúng ta phải vâng lời hết Chúng ta phải đi theo cái sự chỉ dẫn đó Và khi mà người ta Những người lãnh đạo đó Họ không có chúa thánh linh Thì họ dẫn chúng ta đi sai thôi và bằng chứng là trong lịch sử chúng ta thấy không biết bao nhiêu những cái giáo hội mà đã dẫn nhân loại đã dìu dắt rất nhiều người đi theo cái giáo hội đó đi sai một cách hoàn toàn. Và à. chúng ta thấy một cái sự sai rất là lớn, rất là rõ ràng. Đó là do Thái giáo đã sai lầm khi mà họ đóng đinh Chúa Giêsu Đấy. Và mãi cho đến giờ này thì do Thái giáo họ vẫn không công nhận Chúa Giêsu Đó là một cái sai lầm một cách rất là rõ. Và quý vị cũng có thể thấy một số những cái giáo hội mà qua đó người ta không công nhận Chúa Giêsu, xu họ Không công nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời <laughs> Vì vậy Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận Rõ ràng đây là những cái sai lầm Một cách rất rõ nét Để chúng ta có thể nhận ra Là không có Chúa trong đời trong cái giáo hội đó Rồi nếu một cá nhân nào Mà họ cũng không công nhận Chúa Giêsu Và không công nhận Cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh tôi thưa với quý vị rằng công nhận ở đây không phải chỉ là chấp nhận bằng lý trí Đấy. cái chữ công nhận nhận biết ở đây nó không phải chỉ có nghĩa là chúng ta công nhận ở Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời chúng ta xưng ra như vậy là đủ rồi mà sự công nhận ở đây ở trong kinh thánh cho chúng ta biết rằng đó là một đời sống mà nó là cái mối liên hệ giữa chúng ta với chúa bởi vì nếu chúng ta nói chúng ta công nhận ví dụ như mình nói rằng à, tôi công nhận à, ở trong nhà này là có có ba tôi <laughs> tôi công nhận chứ à. hay là tôi công nhận rằng à, ở trong nhà này là có chồng tôi à. công nhận không à, họ thì họ nói à, có công nhận nhưng mà không nói chuyện <laughs> Nói bề ngoài thì mình gặp người ta thì ai hỏi thì ông đó là chồng tôi đó <laughs> à, gặp bề ngoài cho thôi ông đó là cha tôi đó à, nhưng mà sau khi mà mình nói chuyện với người ta rồi quay vô nhà là mình không bao giờ nói chuyện với ông đó mình ghét ông đó lắm à có gì thấy như vậy thì cái sự công nhận đó nó hoàn toàn là giả dối thôi thế thì cũng vậy à, vấn đề chúng ta công nhận Chúa hay là tin Chúa đó là một cái mối liên hệ Chứ không có nghĩa là một cái sự gọi là nhận thức à, Và chấp nhận ở trong lý trí Bởi vì nếu mà nói chúng ta công nhận như vậy đó Là chúng ta có thánh linh Thì ma quỷ cũng công nhận mà Thưa à, quý vị Ở trong gia cơ Thì à, à, thanh gia cơ nói rất là rõ Là ma quỷ cũng tin như vậy à, Ma quỷ cũng tin như vậy Gia cơ đoạn 2 câu 19 Người tin rằng chỉ có một Chúa trời mà thôi Người tin phải Ma quỷ cũng tin như vậy <laughs> Và run sợ Như vậy thì quý vị thấy rằng cái vấn đề mà Gia cơ đoạn 2 câu 19 Nói rằng à, Nếu chúng ta chỉ chấp nhận Hay là tin ở trong lý trí là chúng ta có chú thánh linh Thì thưa quý vị Cái này là chúng ta cũng vẫn chưa hiểu kinh thánh <laughs> Đấy là kinh thánh Nếu quý vị đọc kinh thánh thì sẽ thấy khó không Kinh thánh nói là hãy ai nhận biết Thằng nào mà nhận biết Chúa Giêsu là từ đức chúa trời à, thì rõ ràng là thằng đó là có thánh linh đó là kinh thánh nói như vậy à, nhưng mà rõ ràng thì tôi thưa với quý vị lần ma quỷ nó cũng công nhận nó công nhận chúa giêsu à, nó vẫn tin chúa ma quỷ cũng tin như vậy và nếu mà quý vị đọc ở trong mát đoạn 5 tức là mát đoạn năm à, thì quý vị sẽ thấy khi mà chúa giêsu đến ở tại vùng giêrusê thì lúc bấy giờ có hai con quỷ nó đến và nó sắp mình xuống nó nói như thế nào à, tôi đọc ở trong mắt đoạn năm câu 7 ở đây mà kêu lớn rằng hỡi đức chúa giêsu con đức chúa trời rất cao tôi với ngài có sự gì gì chán <laughs> thì nó đang là ma quỷ ở đây nó công nhận chúa giêsu là con đức chúa trời con đức chúa trời rất cao trong khi người ta nói rằng chúa giêsu chỉ là con của Joseph con của của Mary con của Giuse, con của Maria thôi chứ không có ai mà nói uh, những người lúc bây giờ uh, ít có người nào có thể nhận biết rồi Chúa Giêsu là con đến Chúa Trời cho nên khi mà ông ông Phêrô đó ông nói ông nói Chúa ngài là là ngài là um, là từ Đức Chúa Trời thì Chúa nói rằng đây là Chúa Giêsu nói rằng không phải người không phải xác thịt tỏ cho người biết đâu mà chính Cha Ta trên trời tỏ cho người biết um, khi mà ông Phêrô xưng nhận và sau đó Chúa Giêsu nói rằng ta lập hội thánh ta trên đá này đó là sau khi mà ông Phêrô đã xưng nhận cái câu ngài là ngài là uh, đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống thấy <laughs> không thì thưa quý vị là đó là một cái sự hiểu biết mà ngay trong lúc bấy giờ là không có ai nhận ra hết nhưng mà ma quỷ nhận ra quý vị thấy chưa ở trong mát đoạn năm câu bảy mà tôi đọc chú vị vừa qua đó và khi Chúa Giêsu đến ngay tại cái vùng Gerasê thì có 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 người bị quỷ ám và người bị quỷ ám đó Xách mình xuống mà nói rằng không bao giờ là không phải là người đó nói đâu mà là ma quỷ nó nói ma quỷ nó nói trong người đó và nó nói rằng là lại Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời rất cao <laughs> như vậy thì nó xưng ra nó xưng là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời rất cao à nó chỉ xưng thôi và như vậy thì nó có thích lên sao đó trên lý luận nếu bây giờ mình học hết rồi mình mình rút mình mình bắt đầu phải liên kết kinh thánh lại để mình hiểu như vậy thì rõ ràng không phải và cái câu này kinh thánh muốn nói đến cái sự nhận công nhận ở đây đó là một cái sự công nhận mà nó nói đến cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa nếu chúng ta công nhận Chúa xưa là Chúa thì như Chúa nói đó các ngươi gọi ta là Chúa là thầy thì sự tôn trọng ở đâu tôn trọng cũng không có nữa lấy đâu rồi gọi là Chúa văn lời cũng không có, đây gọi là chúa, mình nói tôi tin chúa, tin chúa không tin chứ, tin chớ thôi, <laughs> nhưng mà thật sự không, không có văn lời, không có làm theo, không có một cái hành động đức tin nào hết thì không phải là tin. Tôi thưa quý vị, có rất nhiều người gọi là hình thức tôn giáo, hình thức thôi theo chúa thôi. À, bao nhiêu lâu đó họ tới nhà thờ, một bữa có nhiều người ở Việt Nam á, làm gì làm nhưng mà tới ngày tết đó là họ tới nhà thờ. Rồi làm chi làm Họ không bao giờ gọi là cầu nguyện Không bao giờ mà nhờ cậy chúa Không bao giờ hết Nhưng mà tới ngày Tết họ có tới gặp tôi Rồi nó thừa nhờ mời mục sư à, Ba mẹ con rồi gia đình Nó là thỉnh mục sư tới Mục sư phải tới cầu nguyện Thì gia đình mới được mới bình yên Mới bao chú ban phước Một năm mà quan trọng lắm mà một sư thông cảm mà <laughs> Lúc nào họ cũng đến Họ đến trong cái tinh thần đó Có nghĩa là một năm như thế không có thấy ở đâu hết Nhưng mà tới gần tới Tết là họ họ bắt đầu họ mời mục sư tới để mà để mà cầu nguyện cho họ là quý vị thấy không tức là cái đức tin mà Chúa muốn chúng ta đó là chúng ta phải liên tục phải ở trong Chúa các ngươi là nó là Chúa dạy là chúng ta phải mang ấp với ngài phải đồng hành với Chúa phải ở trong ngài phải dính liền với ngài như là nhánh nho mà dính với gốc nho chứ không có không có nghĩa là theo Chúa thiệt là xa chứ không phải là xa xa đâu mà thiệt là xa ha? Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta biết rằng khi một người nào đó mà công nhận Chúa Giêsu văn phục Chúa Giêsu bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh thì người đó mới là người mà có Chúa. Chứ không có nghĩa là chỉ là một người chấp nhận ở trong lý trí. Không hoặc là thậm chí ở trên môi miệng mình xưng ra. Có nhiều người mở miệng ra là nói Chúa. Chúa tôi ơi, Chúa tôi ơi, ôi lại Chúa tôi, lại Chúa tôi. Lúc nào cũng nói vậy đó nhưng mà trên thực tế không chúa không có đâu hết á vừa quay ra cái là bắt là họ sống họ gian tham cờ bạc rượu chè họ sống đủ thứ hết rồi nhưng mà vô nhà thờ là họ như một con chiên rất là ngoan đạo à, thậm chí tôi vừa ngày hôm qua tôi nghe những cái bài làm chứng của một, một số các sơ họ làm chứng rằng à, họ đầy những cái tội lỗi hết nhưng mà khi mà họ đến xưng tội thì họ cũng đâu có xưng và dĩ nhiên thì vị linh mục cũng đâu có biết và chính bản thân họ họ cũng trắng an cái lương tâm họ, họ trở về họ sống như vậy và ma quỷ đầy dẫy trong con người đó mặc dù họ là nữ tu nhưng mà đầy dẫy những tội lỗi hết rồi cho đến một lúc thì họ nhận ra được chúa chỉ cho họ thấy những cái tội lỗi ở trong đời sống của họ và họ xưng ra và họ từ bỏ họ quyết định có một cái mối liên hệ với chúa thật sự và họ sống thật sự và khi đó chúa mới tham viếng họ Thế thì thưa quý vị, cái đời sống của tôi và quý vị có nhiều khi rất nhiều người biết và thậm chí đó là những nữ tu. Thì thế Những con người mà có thể nói rằng thấm nhuần kinh kệ và và lời Chúa rồi tất cả thánh lễ rồi chi là đầy dễ hết mỗi ngày. Nhưng mà không có Chúa ở trong đời sống. Mà kêu vẫn xưng Chúa hàng ngày bằng môi miệng, nhưng mà không không có Chúa, không có Chúa Thánh Linh. Và đây kinh thánh nói rằng là làm thế nào để chúng ta nhận biết rằng có thánh linh hay không à, ở trong đời sống của chúng ta ở trong uh, gian nhất đoạn bốn câu hai đó nhờ cách này mà anh em có thể nhận biết uh, thánh linh của Đức Chúa Trời làm sao để mình biết mình có Chúa ở trong đời sống của mình ấy là mình có một cái mối liên hệ với Chúa Giêsu và khi quý vị liên hệ với Chúa Giêsu thì cũng có nghĩa là liên hệ với Đức Thánh Linh tôi nói quý vị nếu quý vị nói quý vị yêu Chúa Cha thì phải là yêu Chúa Con rồi yêu Chúa con là phải yêu đức thánh linh đấy nếu mà nói là ch chúng ta không thể là không tôi chỉ yêu chúa cha thôi còn đức chúa con tôi không biết rồi có người nói thôi tôi theo chúa giêsu thôi còn thánh linh là không biết thánh linh xa lạ lắm thôi đừng nói với tôi thánh linh tôi không muốn để giải thích linh đâu nhiều người không hiểu gì cả và họ hoàn toàn nó không có sự dẫn dắt của chúa không có một cái sự nối kết thật sự bởi vì nếu mà chúng ta nói chúng ta à, đi cái con đường đó à, thì cái cái bước một phải là bước hai bước hai phải là bước ba cũng như là leo một cái đất thang vậy chúng ta không thể nào đi từ một bước và chúng ta dừng lại và chúng ta nói là chúng ta đã đủ rồi à, thế thì chúng ta tin Chúa cũng vậy có một số người tin vào Chúa Cha thôi tôi thưa quý vị đây à, và nếu nào nó tin Chúa Cha như lần do Thái giáo họ tin Chúa Cha rồi họ giết Chúa con còn dĩ nhiên giết chúa con rồi là không có không, có chúa thánh linh nữa xong rồi họ chỉ tin một mình chúa cha thôi và họ cứ nói là chúa cha về kinh và đúng rồi đúng như vậy kinh thánh có nói đi chúa cha kinh thánh có nói là có một đức chúa trời và họ nghĩ rằng duy nhất chỉ có một đức chúa trời có nghĩa là chỉ có một đức chúa cha thôi nhưng mà không phải <laughs> thưa quý vị không phải như thế chúa muốn tôi và quý vị nhận biết rằng là khi mà chúng ta theo chúa đó thì đó là một cái tiến trình và Ngài dẫn chúng ta đi, cũng như một con đường vậy đó. Chúng ta không thể nói rằng là tôi có mặt ở trên con đường này mà chúng ta phải bước đi trên con đường đó và chúng ta phải có phải thật sự mà chúng ta có cái sự dẫn dắt của Chúa để từng bước chúng ta bước đi với Ngài. Chúng ta bắt chước Ngài mỗi ngày. Chúng ta sống theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh bởi vì ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật chứ không phải là một lẽ thật nữa à, hãy nhớ rằng đức thế linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật như vậy thì rất nhiều những cái chân lý mà chúng ta phải bước vào chứ không có nghĩa chẳng qua là chúng ta nói là có chúa là được rồi mà chúng ta không phải biết có chúa là chúa như thế nào rồi chúng ta còn phải biết tiếp phải không và ngài muốn chúng ta làm gì cho nên như ông phô lô đó khi mà ông theo do thái giáo rồi ông ông bắt bớ chúa Bắt bớ đạo của Chúa Thì khi Gặp Chúa trên con đường Đa Mách Thì Chúa nói rằng bây giờ Ngươi hãy đưa tay ngươi ra và Họ dắt ngươi vào trong thành ấy, Và chỉ cho ngươi Điều ngươi phải làm cái gì thấy chưa Chỉ cho ngươi phải làm gì Không biết làm gì hết Không biết đi đâu hết Bây giờ ông phải mù đi là tốt nhất Cho nên ông mù Chúa để ông mù Và bây giờ ông đi Ông phải đưa tay cho người sáng dắt ông đi và dắt ông xong rồi người ta phải chỉ cho ông cái việc ông phải làm. Đó là điều mà chú nói ở trong công vụ đoạn 9 mà quý vị uh, nếu đọc qua về việc mà ông follow trở lại đạo. Thì cuối cùng ông follow, ông trở lại và ông không phải chỉ có chấp nhận Chúa Giêsu không mà ông bắt đầu ông rao giảng ông bắt đầu ông sống theo cái sự dẫn dắt của Chúa và chẳng những như thế nhưng ông tiếp tục được Đức Thánh Linh dẫn dắt và chỗ nào Đức Thánh Linh sai phái dẫn dắt thì ông đi chỗ nào đức thế linh cấm thì ông không có không không có rao giảng ở vùng đó và ông sống một cái đời sống mà Vân phục đức thế linh như vậy thì quý vị thấy đó là một con đường theo chúa rõ ràng như vậy à, nhiều khi có rất nhiều người gọi là đi không biết mình đi đâu và làm cũng không biết mình làm gì nói cũng không biết mình nói cái gì <laughs> quý vị đi đó có nghĩa là người đó không có chúa người đó chỉ nói theo xác thịt người ta sống theo xác thịt suy nghĩ theo xác thịt hành động theo xác thịt và chúng ta gọi là làm theo đời này đó. đời này người ta biểu sao mình làm vậy ai làm như thế chúng ta trước thôi thấy nhiều người đi quá nhiều người làm quá chúng ta làm theo thấy người, nhiều người chạy chúng ta chạy thấy nhiều người dừng chúng ta dừng thấy nhiều người lao đầu vào chúng ta cũng lao đầu vào à, vâng vâng và chúng ta sống một cuộc sống như vậy không có chúa và rất nhiều người như vậy thậm chí những người nhiều khi theo chúa rồi ở trong nhà thờ đó nhưng mà vẫn sống một cuộc sống gọi là không biết đi đâu vì khi chúng ta không có ánh sáng của Chúa thì không biết làm gì và cũng không biết đi đâu cả và hàng ngày chỉ sống theo xác thịt và khi theo xác thịt thì sao ở trong bóng tối thì bực bội lo lắng sợ hãi chán nản ghen ghét bất bình cay đắng buồn giận ha, bè đảng đứa thứ gì hết và đó là lý do mà tại sao quý vị thấy ở trong nhà thờ cũng có những người đó vô nhà thờ mình nghe cũng có những người nói chuyện rồi cũng có những người có những cái cuộc sống mà mình thấy nó kỳ cục quá có nghĩa là chỉ sống theo cái ngã theo cái xác thịt thôi và những xác thịt đó thì nó sẽ đụng nhau à. nhưng chúng ta là những người có chúa thánh linh chúng ta bước đi trong thánh linh như vậy thì cái việc công nhận chúa giê xu là đến từ đức chúa trời cái sự công nhận đó nó không phải chỉ là một cái sự nhận thức ở trong lý trí nhưng đó là cả một cái tiến trình mà nói lên rằng chúng ta công nhận cũng giống như có nhiều người khi quý vị bước vào trong họ nói anh công nhận không nếu anh công nhận ở từ đầu à là anh trong mấy ký một chỗ đâu trong nguyên cả một cái hồ sơ người ta bắt chúng ta ký tới mấy chục chỗ như thế giống như quý vị mua một cái nhà nó đâu có phải chuyện đó tôi đồng ý tôi mua cái nhà tôi trả tiền là sao không có trong đó có rất nhiều cái điều khoản mà quý vị phải phải ký vào đó à nếu trường hợp nhà tôi như thế nào nếu trường hợp nếu trường hợp gì mà à, cũng giống như khi quý vị đi thi quốc tịch vậy, không phải là quý vị đồng ý làm công dân của, của nước mỹ đâu mà nếu người ta nói là à, bây giờ chúng ta phải đến tuổi đi lính rồi người, người ta đưa mình đi ra nước ngoài để mình đánh thì mình có đồng ý không đấy. đấy và trong cái điều khoản các điều khoản là mình phải từ chối những cái đảng khác những cái đảng, đảng. À, chẳng hạn như những cái đảng mà nó chống lại đảng mà người Việt Nam mình hỏi nhất là mình có ở trong cái đảng cộng sản không? nếu mà mình nói mình có, cái là người ta lại không cho mình vào quốc tịch. <laughs> đấy, à, mình có buôn bán ma túy không? nếu mình nó có, tôi phải buôn bán chưa? không buôn bán lấy đầu sống, đó là người ta không cho mình vào quốc tịch liền. quý thấy chưa? <laughs> như vậy thì nó rất nhiều những cái điều khoản. Rồi bây giờ tới cái lúc bầu cử mình có đồng ý đi bầu cử không? Nó không, tôi không đi bầu cử vậy đó. <laughs> thì nó sẽ không cho mình vào quốc tịch liền. Thấy chưa? Như vậy thì rất nhiều những cái chỗ, nhiều cái điều khoản mà mình phải say yes. À, và nếu trong văn bản là mình phải ký vào đó là đồng ý. Và quý vị thấy rằng một cái văn bản như vậy, một cái hồ sơ như vậy có nhiều khi ký tới mấy chục lần. Ha. À, như vậy thì mình theo chúa cũng vậy, là mình ký nhiều nhiều lần lắm không phải là mấy chục lần ngày hôm nay mình học lời của chúa là mình phải cam kết với chúa chúa ơi bây giờ con phải yêu chúa con phải vâng lời chúa con phải yêu mến lời của ngài đúng không con phải làm theo và mỗi ngày như vậy chúng ta thấy rằng Thánh linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật để chi để từng bước chúa điều chỉnh cuộc đời chúng ta và chúng ta bắt đầu đúng chứ không còn sai trặc nữa ngày xưa là nhiều sai trặc lắm nhưng bây giờ chúng ta phải đúng, đúng về cách ăn, cách nói, cách ở, cách hoạt động sinh hoạt mọi mặt đối xử với mọi người. Quý vị thấy rằng tất cả hết. Ngay cả một cái gì mà tựa như điều ác thì Chúa Thánh Linh cũng nhắc mình là không, không được. Đúng không? Chứ không có cần gì cái chuyện mà nó ác quá rõ ràng rồi mà mình cũng cứ lao mình vào đó, không có. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có thể nhận ra được những cái điều này và chúng ta sống một cái đời sống một đời sống thật sự là gọi là theo Chúa và đó là một người có thánh linh của Chúa cho nên người có Chúa Cha thì người đó phải có Chúa Giêsu và người có Chúa Giêsu thì người đó phải có Chúa Thánh Linh chứ mình không thể nào loại bỏ nó tôi chỉ tin một mình Chúa Cha hoặc là tôi chỉ tin một mình Chúa Con hoặc là tôi chỉ tin một mình Đức Thánh Linh không có bởi vì nếu mà người đó nói như vậy thì điều đó chứng tỏ là người đó có một cái sự giải dối ở bên trong À, giống như một người đó là tôi rất là yêu mến cái ông a đó nhưng mà con ông a là tôi ghét lắm và tôi giết á lại là cái chỗ này là quý vị thấy sai rồi đấy đúng không à nếu cái gì mà liên hệ tới ông a đó cháu của ông a là tôi giết luôn không tất cả khi chúng ta nói chúng ta thật sự yêu chúa cho nên cái lý luận mà chúng ta đọc sách dân uh, cứ gì thêm dân không đó nếu anh em nói anh em yêu chúa mà không yêu con của chúa <laughs> con của chúa thì anh em nói dối rồi làm sao mà nó yêu yêu chúa được ha làm sao để yêu một đức chúa trời mà anh em không thấy được trong khi anh em của mình thật sự con của chúa thật sự đây mà mình ghét có nhiều người con của chúa mà họ ghét như cái gì vậy người con của chúa rồi nó đầy tớ của chúa với nhau hết mà chủ với nhau nói không còn hết coi như là gọi như là kẻ thù ha gọi là gọi là lạnh lùng hại nhau đó à, một cha một chúa một nhà cớ sao ta lại à, cách xa nghìn trùng ừ. thấy không trong ở trên trời có một cha chung thế mà con chúa lạnh lùng hại nhau <laughs> chúng ta có một cha chung mà con đứa con của chúa như này thì tao chửi không còn gì hết nó không có ra cái gì cả à, thì người đó chúng ta nghi ngờ đó người đó chúng ta coi như à là không 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 đáng để rồi chúng ta có thể là kết nghĩa anh em nào không có nên cho nên xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta nhận ra và đó là điều mà thánh văn nói rằng anh em có thể nhận ra đức thánh linh có bên trong mình hay không à, nếu một người mà quý vị thấy họ có chúa thánh linh nó khác hoàn toàn nó không có giống như những cái người mà chỉ có mang đội lốp kinh thánh gọi là đội lốp chiên nhưng mà ở trong đó là con thú <laughs> Bên ngoài là lớp chiên à, Kinh khủng quá Cho nên nhiều lắm quý vị à, Nhân từ nhiều, nhiều khi họ như vậy đó Tỏ ra bề ngoài nói những cái lời nói Rất là nhân từ Rất là làm sặc mùi Chúa à, Nhưng mà thật sự ra Bên trong không có gì cả Và chúng ta xin Chúa cho tôi và quý vị Để chúng ta thật sự là những người theo Chúa Chúng ta thật sự là những người Để cho Chúa Dẫn dắt chúng ta và vì vậy cho nên tôi mời gọi quý vị đừng ở xa à, đừng ở xa khi quý vị xa chúa thì ma quỷ nó lợi dụng thôi Đây, đó là cái điều mà chúng ta hết sức là đáng sợ tôi nghe nhiều cái bài làm chứng của nhiều người họ sống trong tội lỗi mà họ là những người hàng ngày vẫn làm những việc về chúa và họ vẫn đóng kịch họ vẫn cho mọi người thấy như là hay lắm nếu quý vị nghe những cái bài làm chứng Quý vị sẽ thấy họ giả dối không tư tưởng được. Và họ sống như vậy rất nhiều năm. Chứ không phải là không phải chỉ là một giai đoạn rất nhiều năm như vậy. Họ không còn cảm thấy sợ tội lỗi nữa. Họ không còn cảm thấy một cái đời sống như vậy là sẽ xa địa ngục nữa. Mặc dầu chỉ có đời này, mong cho đời này họ được nổi tiếng. Mong cho đời này họ được nhiều cái danh lợi quyền là được rồi. À, nhưng họ không nghĩ rằng mình theo chúa mình trung thành với chúa mình vẫn được danh lợi quyền vậy chứ đâu có cần là phải là phải là mình theo chúa mình không có đâu nếu mà thật sự quý vị đi theo chúa quý vị vẫn được những cái danh tốt vẫn những cái lợi tốt những cái quyền tốt nhưng mà nó hợp pháp nó tốt lành à, dù quý vị thử đi tôi thấy có nhiều người tại sao ủa tại sao vậy cực khổ quá mà sống cực khổ quá mà không có tiền <laughs> tại sao vậy có những ngồi suy nghĩ đi à, họ cũng làm tôi thấy rằng nếu mà để cái thì giờ mình làm những chuyện đó như vậy thôi họ cũng có tiền y như vậy thôi nhưng mà họ họ làm điều tốt giống như quý vị thấy mấy người ăn trộm không khổ không quá khổ chứ hai ba giờ sáng mà đi chứ <laughs> không có sung sướng nữa mà người ta bắt là người ta đánh rồi không còn nghĩa nguy hiểm đó là một công việc rất là nguy hiểm à, thì nó, cái việc đó nó nguy hiểm hơn là cái việc mà chúng ta làm ở pháp tại sao chúng ta lại chọn làm giống như một người mà quý vị thấy rằng là họ làm một con vị cưa cưa bom đó thì rất là nguy hiểm Đấy, thì cái ăn trộm nó cũng y như là mình cưa cái bom thôi may ra là nó không nổ còn không nó nổ nhưng tại sao họ chọn con đường đó thì để cái sự bạo dạng để cái mà những người đó thông minh đó quý vị những người mà ăn trộm họ rất thông minh họ giỏi không thể tưởng được họ có thể leo chung chỗ này chỗ kia họ nghiên cứu tôi thấy có cái em nó nó vô ăn trộm ở trong nơi sao nó nó tự nhiên nó bình sáng lắm sáng lắm. mình tới một nơi là mình nhìn vô mình biết cái chỗ nào sẽ đi liền chỗ nào phải chung vô rồi và lấy cách nào đi nó ngồi nó nói như thế ăn à, nó nó sáng lắm không biết sao kỳ vậy nó sáng không thể tưởng được thì thay vì cái sáng đó ta lấy cái thông minh ta đi làm chuyện khác đi thì thấy chưa thì tại sao mà mình đi trong cái sự tối tăm như vậy mà ma quỷ nó dẫn mình tôi thấy không được gì cả có những người cực khổ làm cực khổ đầu tắt mặt tối không có thì giờ ăn không có thì giờ mà không có tiền <laughs> mà sống gian dối chi vậy hả à? tại sao phải làm vậy cũng như có nhiều người đi từ việt nam đi qua mỹ này qua mỹ này xong rồi cái cuối cùng không sống một cách hợp pháp mà bắt đầu là làm đủ thứ chuyện hết rồi trong cái thời gian đi làm đủ thứ chuyện như vậy thì cuối cùng là quý vị thấy rằng họ khổ cực họ sống một cái đời sống mà là đủ cái chuyện tạo lộ hết à, để rồi cuối cùng cũng thua xa những con người mà người ta sống một cách đàng hoàng cho nên chúng ta nên đi trong sự nhận giác của chúa thánh linh tôi thưa quý vị đó nói cũng vậy nữa nên nói những lời nào đáng nói chúa thánh linh dẫn dắt mình còn bằng không thì đừng có nói hay không à, suy nghĩ hành động hãy qua lại tất cả cuộc sống của mình để chúng ta bước đi trong ánh sáng của chúa chứ chúng ta không có thể nào sống một cuộc sống mà quý vị cứ tưởng rằng mình đi con đường của ma quỷ con đường một sống không có chúa thì nó sẽ thành công không tôi lại thấy nó rắc rối và nó đi vào ngõ cục cho nên chúng ta cần phải xin chúa thánh linh ở cùng chúng ta dẫn dắt soi sáng chúng ta để chúng ta sẽ bước đi ở trong sự khôn sáng để chúng ta có thể làm vinh hiển danh ngài và tôi tin rằng ngày hôm nay tất cả những người nào mà bước đi theo thánh linh thì quý vị sẽ nhìn vô quý vị sẽ thấy họ có một cái sự bình an. Họ có một cái cuộc sống vững vàng. Và họ nhận được nhiều ân phước của Chúa để họ làm chứng nhân mà. Bởi vì ngày hôm nay Đức, Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm chứng nhân cho Ngài về nước của Ngài. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt chúng ta và xin Chúa ở cùng soi sáng ban phước cho đời sống của chúng ta. Để rồi qua đó chúng ta sẽ ca ngợi Chúa ở giữa trần gian này chúng ta sẽ là những cái bằng chứng sống động về Đức Chúa Trời ở trần gian nha. Xin Chúa ban phước và xin Chúa tham vi chúng ta. Bây giờ chúng ta dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện. Để chúng ta cầu nguyện cho mỗi chúng ta và xin thánh linh của Ngài đổ đầy trên mỗi chúng ta. hoặc là hướng dẫn chúng ta vì chúng ta đang sống trong thời đại của Ngài. Và chúng ta không thể nào không biết về Ngài Và cũng không thể nào xa lạ Không thể nào dập tắt thánh linh không thể nào làm buồn Đức Thánh Linh nhưng chúng ta phải làm vui lòng Ngài chúng ta phải nhận ra sự so sánh sự dẫn dắt của Ngài chúng ta hãy giống như phao lộ vậy đó và cái gì thấy là khi follow phao bắt đầu bước đi Thánh Linh ông biết ông đi đâu và ông biết ông phải làm cái gì còn bằng không thì ngày trước đó ông làm toàn là những chuyện sai lầm toàn là những điều mà chỉ có hại cho đời sống của ông không ít lợi gì cả chúng ta hiệp chung để còn nguyện quý vị đứng lòng về Chúa Bây giờ này chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em chúng ta khắp nơi để mỗi chúng ta cũng như các anh chị em chúng ta sẽ là những người được ơn của Chúa và những ngày tháng trên đất này lưng là những ngày tuyệt vời để chúng ta có thể ca ngợi Chúa làm sáng nhân ngài. Chúng ta hiệp chung cầu nguyện. Tôi xin phép để cầu nguyện. Kính lại Chúa là cha tự ái của chúng con. Cảm ơn Ngài. Ngợi khen Chúa về ngày ban chúng con có thì giờ để suy gẫm lời của ngài và cảm ơn thánh linh là đang soi sáng dẫn dắt ngài luôn luôn ở cùng và soi sáng chỉ dạy cho con hướng dẫn soi sáng con và các anh chị chúng con những người đương hiền diện ở trên Zoom cũng như trên online trong giờ này con cầu xin thánh linh của Chúa ngài chiếu sáng trên mỗi chúng con con cầu xin ngài dạy chúng con trong lời nói trong suy tưởng và cả trong hành động của chúng con. Để tất cả chúng con bước đi, chúng con nói năng, hành động đều ở trong sự khôn ngoan của Ngài. Vì Chúa ơi, Ngài muốn dìu dắt chúng con ở giữa trần gian này để chúng con làm những chứng nhân sống cho Ngài. Để chúng con có thể bày tỏ ân điển và bày tỏ sự vinh quang, sự tốt lành của Thiên Chúa đối với trần gian này. Trần gian đương sống ở trong sự thất vọng nhiều người đau khổ, nhiều người đi trong sự tối tăm và Chúa ơi chúng con là con cái của sự sáng, à, con cái của ban ngày. Chúng con là muối của đất. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con để chúng con xứng đáng với cái vai trò mà Ngài mời gọi chúng con. Và cầu xin Chúa Ngài thăm viếng đời sống của chúng con. Ngài thay đổi lòng trí của chúng con đừng để chúng con bước đi theo xác thịt. Và cầu xin Ngài so sáng để cho chúng con nhận biết rằng chúng con phải chuyển hướng Chúng con phải biến hóa theo sự đổi mới của tâm thần mình để chúng con có thể kinh nghiệm được cái ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa, cái kế hoạch tuyệt vời mà Ngài dành cho mỗi chúng con. Cha ơi, xin tham viếng đời sống của chúng con. Ngài biết được những băn khoăn, những ưu tư và thậm chí Ngài cũng nhìn thấy tất cả những cái thất bại trong đời sống của chúng con. Lại Chúa xin Ngài đỡ chúng con dậy. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con nhận biết được và mỗi chúng con sẽ là những con dân của ngài thật sự sẽ là những người bước đi trong thánh linh của chúa bởi vì thánh linh ngài muốn dẫn chúng con vào mọi lẽ thật ngài muốn dạy chúng con phải nói những lời khôn ngoan ở trước cái cuộc sống trước những con người tối tăm này ngài muốn chúng con phải có một cách hành xử một cách rất là là xứng đáng là con dân của thiên đàng trong khi chúng con đang sống dưới đất này lại cha thánh xin ở cùng chúng con xin tham viên xin soi sáng xin dẫn dắt chúng con và đừng để cho chúng con vì một lý do nào mà chúng con vẫn đi đi trong cái con đường bướng bỉnh trong cái con đường xác thịt trong con đường tội lỗi nhưng nguyện chúa thay đổi chúng con nguyện chúa ngài đánh ngã chúng con như ngài đã từng đánh ngã Follow để khiến ông trên con đường đi đa mắt ông đã thật sự um, hạ mình và thật sự đưa tay của mình cũng như dâng cả cuộc đời của ông để Chúa dẫn dắt ông đi vào con đường của Chúa và cả cuộc đời của Phaolô là một cuộc đời tuyệt vời vì ông đã thật sự bước đi trong ơn của Ngài. Con cầu xin Chúa làm việc này trong tất cả mỗi chúng con, đặc biệt trong rất nhiều những cái tôn giáo theo Chúa. Có nhiều người họ vẫn sống trong tội lỗi, có nhiều người họ vẫn đi <laughs> đi theo đi theo chỉ có dẫn dắt của giáo hội Chúa ơi giáo hội chỉ là những người hỗ trợ à, Vai trò gì hỗ trợ chứ không phải là vai trò dẫn dắt Đáng dẫn dắt chúng con là Chúa Giêsu là Đức Thánh Linh Ngài là cội rễ và cuối cùng của Đức tin. Thánh Linh là đáng dẫn chúng con vào mọi lẽ thật Cầu xin Chúa cho để chúng con nhận ra điều này Và chúng con sẽ không bước đi Và bằng lòng với sự dẫn dắt Chỉ của giáo hội mà thôi Nguyện Chúa soi sáng, Nguyện Chúa tham viếng vì Chúa ban ơn để tất cả chúng con được mở mắt và chúng con bước đi với Ngài. Phaolo đã từng đi theo cái sự dẫn dắt của giáo hội và ông đã sai lầm. Ông đã uh, chống Chúa. Giáo hội Do Thái cũng đã đi theo uh, giáo hội. Nhiều thầy tế lễ, nhiều thầy pha-ri-si, thầy thông giáo, họ đã đi theo giáo hội và chính vì vậy họ đã làm những việc sai lầm, họ đã giết Chúa. Xin cho chúng con để chúng con bước đi với Chúa và nguyện Thánh Linh của Ngài soi sáng dẫn dắt chúng con để chúng con sẽ thật sự ở trong cái sự dẫn dắt của Ngài con cảm ơn cha. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Amen. Amen.